Công an huyện Tân Phú đã khống chế, bắt giữ đối tượng Đình Minh Phúc, 39 tuổi, ngụ huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, về hành vi gây dối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ. Theo thông tin ban đầu xác định, vào ngày 4 tháng 11, Công an huyện Tân Phú nhận được tin báo Phúc leo lên mái nhà, chợ huyện Tân Phú, thuộc khu 2, thị trấn Tân Phú, trên tay có cầm con dao dài khoảng 24 cm, rồi la hét chửi bới gây mất an ninh trật tự và tự gây thương tích cho bản thân. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an huyện Tân Phú đã khẩn trương huy động lực lượng kịp thời đến hiện trường, vận động đối tượng bỏ hung khí, sau 30 phút thuyết phục vận động đối tượng phúc vẫn không hợp tác và có hành vi chống trả quyết liệt lực lượng bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện tiếp cận khống chế bắt giữ sau đó đưa đối tượng đi sơ cứu theo lời khai của phúc và gia đình phúc sống ở tỉnh lâm đồng cùng mẹ ruột khi mẹ mất phúc bỏ đi lang thang vào ngày 4 tháng 11, khi đến xã Gia Canh, huyện Định Quán, xin tiền cha ruột không được, nên Phúc tức giận trèo lên mái nhà chợ Tân Phú, la hét và tự gây thương tích cho bản thân. Theo cơ quan công an, Phúc từng có tiền án sử dụng trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, lúc thực hiện hành vi thì đối tượng âm tính với ma túy. Hiện công an huyện đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Vừa qua tại trường tiểu học Vĩnh Tuy, nhãn hàng Hai Up phối hợp cùng với báo thiếu niên tiền phong và nhi đồng đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Vẽ tranh Con của mẹ lớn khôn năm 2024. Cuộc thi được tổ chức nhằm tôn vinh tình mẫu tử thiêng liêng và hình ảnh người mẹ, những người luôn hy sinh hết mình, hy sinh vô điều kiện vì con, với mong muốn những đứa con ngày một khôn lớn trưởng thành, trở thành người có ích cho xã hội. Sau gần 2 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được 5.000 bài dự thi từ các em nhỏ trên khắp cả nước. Mỗi bức tranh là một câu chuyện yêu thương, một lời tri ân đầy xúc động mà các họa sĩ nhí dành tặng mẹ nhân dịp 20 tháng 10. Theo đó, sự hợp tác giữa hai app và báo Thiếu niên Tiền Phong cùng báo Nhi Đồng tại cuộc thi thể hiện sự cam kết mạnh mẽ trong việc đầu tư cho thế hệ tương lai. Cuộc thi không chỉ là sân chơi sáng tạo, nơi các em thể hiện tài năng hội họa của mình, mà còn là cơ hội để các em bày tỏ tình cảm, sự biết ơn sâu sắc đối với người mẹ thân yêu. Tại lễ tổng kết, Ban giám khảo đã trao tặng giải thưởng cho 42 bài dự thi với ý tưởng sáng tạo, độc đáo và nội dung ý nghĩa, trình bày đẹp mắt nhất, với tổng giá trị giải thưởng cuộc thi lên tới hơn 60 triệu đồng. Những bức tranh nổi bật cũng được trưng bày, tạo nên không gian nghệ thuật đầy ý nghĩa. Đặc biệt, đến với buổi lễ, nhãn hàng Hai Up cũng có những hoạt động giao lưu kết nối cùng các em nhỏ và cha mẹ tham dự. Các bậc phụ huynh có cơ hội hỏi đáp và tư vấn về dinh dưỡng cũng như nhận quà miễn phí. Thông qua chương trình lần này, Hai Up hy vọng con của mẹ lớn khôn 2024 không chỉ mang tới cơ hội để các em thỏa sức sáng tạo, gắn kết và tri ân hình ảnh người mẹ mà còn là đòn bẩy giúp định hướng phát triển thế hệ tương lai của Việt Nam. Mời quý vị cùng chuyển sang phần điểm báo sáng nay với những bài viết đáng chú ý. Đầu tiên trên báo Lao động có bài viết có nhan đề Chuyển đổi khu ký túc xá bỏ hoang thành nhà ở xã hội cho thuê. Khối nhà A2, A3 tại khu nhà ở cho học sinh sinh viên Pháp Vân Tứ Hiệp được cải tạo nâng cấp chuyển thành nhà ở xã hội. Và hiện nhiều khối nhà tại dự án này đã hoàn thiện phần thô nhưng bỏ hoang gần 10 năm qua. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh giao Sở Xây dựng, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố khẩn trương hoàn thiện các thủ tục triển khai dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên cơ sở cải tạo nâng cấp nhà A2 A3 đã xây dựng phần thô của dự án khu nhà ở cho học sinh sinh viên khu đô thị Pháp Vân Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai. Bà Đỗ Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Luật Khánh Việt cho hay, sinh viên rất cần chỗ học, rất cần ở gần chỗ học để giảm thời gian hay chi phí đi lại. Tuy nhiên với khu nhà ở Pháp Vân thì không gần trường đại học nào nên rõ ràng là cũng rất khó để có thể hút được sinh viên và còn có rất nhiều những ý kiến khác về nội dung này có trong bài viết mời quý vị cùng đón đọc. Tiếp theo là một bài viết đang chú ý được đăng tải trên báo Tuổi trẻ số ra sáng nay có nhan đề: Nhiều gói cước 5G vẫn phập phù. Sau 3 tuần trải nghiệm gói cước 5G của nhà mạng Viettel thì nhiều người dùng phản ánh tốc độ chỗ rất cao, còn có chỗ thì vẫn rất thấp, trong khi nhà mạng đưa ra một loạt lý do khiến cho 5G chưa đủ mạnh. Trước phản ánh thực tế, 5G nhiều nơi như 4G, ông Hoàng Đức Thanh, phó giám đốc trung tâm kỹ thuật toàn cầu của công ty mạng lưới Viettel giải thích, tốc độ đo kiểm phụ thuộc vào vị trí của khách hàng, gần chạm hay xa chạm, sóng tốt hay không. Thứ hai là server, tức là máy chủ mình định tuyến kết nối vào đấy để đo kiểm và thứ ba là số lượng người đang trải nghiệm đồng thời. Thứ ba là dung lượng và khả năng xử lý của trạm phát. Trong khi các khu vực đông dân hoặc có nhiều thiết bị kết nối cùng lúc thì dung lượng của trạm phát sóng có thể bị quá tải và khiến tốc độ 5G giảm đi. Các trạm phát sóng nhỏ thường xuyên được triển khai để hỗ trợ thế nhưng không phải nơi nào cũng được trang bị đầy đủ để có thể phục vụ cho mạng 5G. Tiếp theo là bài viết có nhan đề Chợ đen nở rộ khi vàng khan hiếm, khách chịu chi mua giá cao được đăng trên báo Dân trí. Cụ thể giá vàng tăng nhanh thời gian gần đây tác động đến tâm lý nhiều người và những ngày gần đây người dân xếp hàng chờ mua vàng, tuy nhiên không dễ nên đành lên chợ mạng để mà giao dịch. Người dân thì cũng than gặp khó khi mua vàng tại các kênh chính thống trong nhiều tháng qua từ khi ngân hàng nhà nước kiểm soát thị trường vàng miếng. Không ít người đã lên chợ mạng giao mua bán với giá cao hơn thị trường từ 1 tới 3 triệu đồng cho mỗi lượng vàng. Có một tài khoản đăng bài trên nhóm Facebook nói là muốn bán một lượng vàng miếng SJC về giá 93 triệu đồng một lượng trong phiên 31 tháng 10, tương đương cao hơn giá niêm yết tới 3 triệu đồng. Giá vàng chợ đen cao hơn giá niêm yết khoảng 2 triệu mỗi lượng, tức là khoảng 200.000 đồng mỗi chỉ. Giá cao nhưng hàng thì luôn có sẵn. Và khảo sát của phóng viên cho thấy, một tháng nay, ngày càng nhiều hội nhóm trao đổi vàng trên mạng xã hội xuất hiện, thậm chí có nhóm đã lên đến gần 70.000 thành viên. Các bài đăng mua bán vàng miếng và vàng nhẫn trơn diễn ra sôi nổi mỗi ngày với giá bán cao hơn thị trường từ 1 tới 3 triệu đồng mỗi lượng. Khép lại trong một điểm báo sáng nay là một bài viết được đăng tải trên báo điện tử Viet có nhan đề Chính sách của Trump và Harris ảnh hưởng như thế nào tới nền kinh tế của Việt Nam? Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 11 theo giờ địa phương. Kết quả được đánh giá khó dự báo khi hai ứng cử viên ông Donald Trump và bà Kamala Harris bám đuổi xít sao trong các cuộc khảo sát gần đây. Ông Nguyễn Thế Minh, giám đốc phân tích công ty chứng khoán Yuyanta cho rằng sẽ không có nhiều ảnh hưởng ở tầm vĩ mô với kinh tế Việt Nam khi hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ đều cam kết thúc đẩy kinh tế như những người tiền nhiệm dù hướng tiếp cận khác nhau. Trong chiến dịch tranh cử, quan điểm của bà Harris là thúc đẩy kinh tế thông qua các thay đổi nhỏ như tăng ưu đãi thuế với những người đang nuôi con, tăng lương tối thiểu, xây thêm nhà ở giá phải chăng và thúc đẩy cho vay doanh nghiệp nhỏ. Trong khi đó, các đề xuất chính sách của ông Trump được đánh giá là mạnh tay hơn, mang tính bảo hộ cao hơn, đó là trục xuất người nhập cư bất hợp pháp, áp thuế nhập khẩu ở mức cao và giảm thuế cho doanh nghiệp người dân trong nước. Về đầu tư, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung khởi đầu từ quyết định đánh thuế hàng Trung Quốc năm 2018 của cựu Tổng thống Donald Trump đã khiến nhiều doanh nghiệp phải dịch chuyển chuỗi sản xuất ra khỏi Trung Quốc và Việt Nam là một trong những điểm đến. Trong phần tiếp theo của chương trình, cùng đến với tiểu mục chuyện thường ngày, chuyện nâng cao nhận thức khi tham gia giao thông cho người dân vùng cao, đặc biệt là các em học sinh. Các doanh nghiệp Tây Ban Nha chịu nhiều thiệt hại sau lũ. Triển lãm bánh ngọt quốc tế lần thứ 30 tại Đức Anh. Quý vị và các bạn đang theo dõi Y tế trong ngày trên VTC14. Ngày 4 tháng 11, theo tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, trong tuần qua từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11, toàn thành phố ghi nhận 612 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 110 trường hợp so với tuần trước và 10 ca mắc sởi, tăng 3 ca so với tuần trước đó. Đây là số ca bệnh ghi nhận trong một tuần cao nhất kể từ đầu năm đến nay. Về ổ dịch sốt xuất huyết, trong tuần ghi nhận 26 ổ dịch tại 13 quận huyện, một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân như Hà Đông 74 ca mắc, Cầu Giấy Thanh Oai đều ghi nhận 43 ca, Nam Từ Liêm 41 ca, Đống Đa 36 ca, Ba Đình 33 ca, Thanh Xuân 27 ca. Như vậy, cộng dồn từ năm 2024 đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 5.677 trường hợp mắc sốt xuất, xuất huyết, giảm 80% so với cùng kỳ năm 2023. Cùng với sốt xuất, xuất huyết, hiện số ca mắc sởi cũng gia tăng. Cụ thể tuần qua ghi nhận 10 ca mắc sởi, tăng 3 ca so với tuần trước đó, trong đó có 7 trường hợp chưa được tiêm chủng và 3 trường hợp đã tiêm chủng. Từ đầu năm 2024 đến nay, Hà Nội ghi nhận 46 trường hợp mắc sởi, trong khi cùng kỳ năm ngoái không có ca bệnh. Ngoài ra tuần qua ghi nhận thêm 34 trường hợp mắc tay chân miệng, giảm 6 trường hợp so với tuần trước và một trường hợp mắc uốn ván tại huyện Ba Vì. Các dịch bệnh khác như ho gà, liên cầu lợn, viêm não Nhật Bản, rubella, não mô cầu Covid-19 không ghi nhận ca bệnh trong tuần qua.